Xin chào mọi người. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng xem qua bốc xếp sushi hổ và cá nha. Đặc biệt thì bốc xếp lần này cũng là lần đầu tiên mà IBM chuyển giấy từ 70 sang 80. Cho nên mình cũng rất là mong chờ cái bốc này. Tuy là bốc xét nhưng mà nó cũng có một cái OB bên ngoài nha các mọi người. Giá bìa của bốc lần này là 160.000. Bóc thì vẫn làm theo loại kiểu loại dày như thường thấy của IBM. Đây là mặt phía dưới. Bóc được thiết kế theo kiểu cánh cửa như thế này. Đây là mặt bên trong. Mặc dù thiết kế này thì rất là đẹp nhưng mà cũng hơi khó lấy ra vì chúng ta phải ốp truyện cho nó rớt ra ngoài mới được. Box set lần này bao gồm 2 quyển được in khổ to. Bìa thì được in dạng vân rất là đẹp. Nếu bạn nào trước đây từng mua cái box Surly á thì bìa này cũng làm bìa vân giống như cái box đó. Khi sờ vào nó nhám tay, cảm giác rất là lạ ha. Và lần này thì IBM đã đổi giấy sang giấy BB80. Đã dày dặn hơn rất là nhiều. Truyện được in 5.000 bản, khổ là 14-20. Đây là khổ rất to nha mọi người. Nó bằng với May in Abyss. To hơn một quyển truyện thông thường rất là nhiều. Và cũng so về độ dày luôn, hai quyển này nó có độ dày gần như là tương đồng nhau. Quyển Conan này thì chắc cũng khoảng là 190 trang ha. Thì chúng ta có thể thấy là cái độ dày nó gần như là tương đồng nhau. Như vậy là cuối cùng sau khi đổi giấy thì độ dày của truyện IBM cũng đã được cải thiện rất là nhiều.
Độ dày của nó thì hiện tại gần như đã bằng với độ dày truyện thông thường của các nhà xuất bản khác. Đổi lại thì chúng ta được một cái loại giấy rất là tốt. Còn đây là mình thử so sánh với một cái bộ trước đây của IBM ha. Cô dâu Thái Nguyên thì độ số trang của nó cũng tầm khoảng cỡ 190. Như mọi người thấy ha, nó đã dày hơn rất là nhiều luôn. Cho đến thời điểm hiện tại thì có thể nói là IBM đang đứng đầu về box set luôn. Box set được thiết kế rất là đẹp và chắc chắn. Có lẽ không có nhà nào qua được IBM cả. Đây là cái box mà mình đặc biệt rất là ưng ý luôn từ cái hồi box sơ lốc tới giờ. Box này thì hình như cũng có 500 nữa, nhưng mọi người nghe nó hít này ha. Khi đóng lại thì hai cái này nó khép lại và nó hít 500 luôn. Đặc biệt rất là cứng cáp và chắc chắn. Theo mình thì đây là một box set rất là đáng để sở hữu luôn. Bạn nào còn đang đắn đo thì hãy chốt đơn hàng nhanh nhé. Vì mình nghĩ mấy cái box đẹp như thế này rất có thể là sẽ hết hàng nhanh. Xin cảm ơn các bạn đã xem clip ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo nhé. Chúc tất cả có một ngày vui vẻ. Yeah.